Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình đang đi hội trà để đi ăn sinh nhật của chị. Sao em tận nước nhờ? Đúng rồi đó. Bây giờ mình để chị mình sẽ đi về phòng. Tại vì nãy giờ tụi mình đi chụp hình rất là nhiều. Giờ mình sẽ đi chụp hình. Yeah. Đã tới phòng rồi, bây giờ thì mình với chị Quỳnh sẽ đi vô nha. Do là phòng của mình với chị Quỳnh hơi bừa bộn, mọi người đừng có trách tụi mình nha. Mình đây và tụi mình mới tắm xong và thay đồ để chuẩn bị ăn sinh nhật của chị Quỳnh. Hai mọi người. Đúng rồi, hôm nay mình sẽ chia sẻ luôn cho mọi người là tại sao tóc của mình lại đẹp á. Tại vì hồi trước mình đi phim á, mình cắt nó hết luôn, cắt ngắn lên tới đây nè. Mà sao nó dài nhanh quá thì mình xài cái này nè. Bí mật nhà hình này vực mấy á. Đây nè, cái này nè. Hair brush, mình xài full set luôn. Đây, vừa dầu gội dầu xả. Tại vì mình thích cái này một cái là do nó có bơ với lại dừa. Nó dưỡng tóc hơi bị tốt luôn, nó dưỡng ẩm á. Nè, xong rồi là thành phần này là 95% là từ nguyên liệu natural tự nhiên của mọi người nè. Với lại mình có ăn cái kiểu này nữa, hơi bị ngon. Mọi người thấy không, mình ăn ngon đó mà mình mới thay hộp mới luôn. Mới mua chị Quỳnh hộp mới luôn, chưa gặp tóc nữa. Hộp thứ ba mọi người, đây nè mọi người thấy không, thành phần là có kẽm nè, với lại nhiều vitamin lắm luôn á. Và vitamin rất là tốt luôn, hình như vitamin đẹp da được luôn. Với lại kẽm nó còn giúp mình đẹp da nữa. Với lại mọi người ơi, mình biết gì không, thật ra thì mình cũng giống như Bảo An thôi. Gái rất là điệu, cực kỳ điệu luôn. Thì con gái thì ai cũng điệu hết. Thì mình hay uống tóc rồi. Kiểu như làm tóc rất là nhiều nên là tóc bị hư tổn rất là nhiều, nhưng mà kiểu nhờ hair brush á, tóc mình bớt rụng hẳn luôn mọi người. Đây quần quảng cáo. Đó là đây quần quảng cáo. Giỡn thôi mọi người. Thật sự là xài rất là tốt luôn. Đó là ok, mọi người hãy nhớ vậy. Follow Instagram leaderosi.sg nha mọi người. Để biết thêm chi tiết về cái này nha. Chị Quỳnh vui sẽ tư vấn tận tâm. Mình sẽ để cái hình ảnh này cho mọi người. Ok, giờ thì tụi mình sẽ đi ăn. Bây giờ thì sẽ cùng get ready. Bây giờ mình sẽ sức kem chống nắng tone up. Tại vì hôm nay đi biển và mình muốn chụp hình, cho nên mình sẽ sức tone up để cho da nhìn nó ok hơn. Mà bình thường các bạn cũng nhớ sức kem chống nắng nha. Xoa đều nha. Xoa đều nè, để cho da nó tone up lên. Rồi là nhìn nó sẽ trắng trắng và trong da căng bóng, không bị đẹp luôn. Bình thường thì mình không xài đồ make up, nhưng hôm nay phải che khuyết điểm để cho che bớt mấy cục mụn của mình. Bây giờ chúng ta sẽ lấy kem phủ lên để cho kìm dầu. Vì mình thật sự rất là sợ đổ dầu, cho nên mọi người thấy mình đã phủ đóng luôn. Nhưng mà nó không, nhìn nó cũng không bị dày lắm đâu. Bây giờ mình make up xong rồi thì mình sẽ chỉnh lại tóc nè. Mình sẽ lấy cái lược chải cái mái xong rồi mình xoáy á, để cho nó ra cái nếp mình muốn á. Và xong rồi. Tối cái gì đó lạ.
Giờ thì mình với chị Quỳnh sẽ đi ăn sáng trước rồi mọi người sẽ ra sau. Hôn sẽ đi mọi người, do lúc đó tôi ham ăn quá nên không quay luôn. Có rất là nhiều người hay hỏi là mình với lại chị Quỳnh có phải là chị em ruột không? Thì không phải nha, cho tụi mình chơi từ nhỏ thôi chứ không có phải chị em ruột đâu. Nhìn có giống nhau không mọi người? Mình không thấy giống miếng nào. Ok, vậy nha mọi người, bây giờ thì tụi mình sẽ thay đồ để đi bơi.